Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch Luật sư Nguyễn Đại Tuấn, và chiều tối nay là ngày 12 tây tháng 9 của năm 2016. Đầu chương trình thì Tuấn có nói về cái vấn đề EBT là cái chương trình định cư theo cái cơ sở thương mại bảo lãnh, tại vì mình có cái chuyên nghiệp, cái professional hoặc là cái nghề nghiệp, cái skill hoặc là những cái trường hợp khác. Thì đây là một cái vấn đề mà rất là nóng, nóng bỏng ở bên Việt Nam và cũng ở bên này luôn. Nhưng mà ngược lại, Tuấn chỉ nói cho quý vị, tại vì rất là nhiều quý vị email cho Tuấn là phải cẩn thận thôi. Tại vì nhớ rằng là cái chương trình này nó có, nhưng mà nó đòi hỏi cái cơ sở ở bên nước Mỹ qua Bộ Lao động phải trình bày là không tìm được hoặc là thiếu sót nhân viên làm việc ở đây với được quyền bảo lãnh cho những nhân viên ở nước ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất là trực tiếp phải cái cơ sở lực. Rất là nhiều cái dịch vụ hoặc là nhiều cái môi giới ở bên Việt Nam giúp cho quý vị, thì Tuấn chỉ nói là trong trường hợp đó có quyền nhưng mà phải rất là cẩn thận mà thôi. Tại vì cuối cùng cái trách nhiệm và cái quyền nằm hoàn toàn với cái cơ sở ở trong nước Hoa Kỳ hết. Phần 2 của chương trình thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2016. Sau cái visa bulletin thì Tuấn sẽ trả lời cái câu hỏi của một quý vị, đó là anh Hùng của phần đầu của chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2016. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 10 năm 2016, diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2009. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 12 năm 2014. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 3 năm 2010. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 12 năm 2004. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 11 năm 2003. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 10 năm 2016. Vừa rồi là cái visa bulletin của tháng 10. Bây giờ là tới cái vấn đề mà những cái ngày để chuẩn bị hồ sơ cho phỏng vấn ở Việt Nam. Thì trong cái visa bulletin nó có cái filing date nữa, cái ô mà để cho chuẩn bị hồ sơ. Thì tất cả cái trường hợp nó giống nhau hết. Chỉ có cái ưu tiên một là được chuẩn bị hồ sơ cho phỏng vấn nếu mà hồ sơ trước ngày 1 tây tháng 1 của năm 2011. Đây là cái ngày để chuẩn bị hồ sơ nha. Cho nên chuẩn bị hồ sơ để cho phỏng vấn ở bên Việt Nam thì cái thay đổi chỉ là những cái ưu tiên một thôi, là có quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì ưu tiên một có cái sự thay đổi để được chuẩn bị hồ sơ. Còn nếu mà quý vị nào ở trong nước Mỹ và đủ điều kiện và muốn sử dụng cái ngày để chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn xin thẻ xanh thì quý vị phải theo dõi cái website của Sở Di trú chứ không phải Bộ Ngoại giao để xem khi nào mình có quyền mình nộp hồ sơ. Cho nên filing date chỉ có cái ưu tiên một là thay đổi thôi. Trước khi trả lời cái câu hỏi cho quý vị kế tiếp thì cho Tuấn trở lại cái câu hỏi của một quý vị của cuối cùng của cái đầu chương trình ngày hôm nay. Đó là ông Hùng. Lần nữa cho tôi xin lỗi, tôi cắt ngang ông tại vì thì giờ nó rất là sát với cái hết hạn của cái phần đầu. Thì ông Hùng thì đây là cái tình trạng của ông, là ông đã làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, cho dù là lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán hoặc là những cái cơ quan của Hoa Kỳ nằm ở trong ở Việt Nam. Thì khi mà làm việc cho cơ quan Hoa Kỳ thì trên 15 năm thì ông có quyền xin chính phủ Hoa Kỳ cho mình đi định cư theo cái chương trình gọi là Special Immigrant, là một cái chương trình định cư đặc biệt. Thì đầu chương trình Tuấn nói là thường thường phải có cái mối quan hệ giống như là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái trong cái vấn đề bảo lãnh gia đình hoặc là vấn đề cơ sở thương mại giống như cái vấn đề mình nói đề tài ngày hôm nay là EBT, hoặc là cái trường hợp thứ ba mà Tuấn vừa nói là đó là trường hợp của anh Hùng, mà trong cái trường hợp đặc biệt mà không cần cơ sở hoặc là không cần gia đình bảo lãnh, người ta tự được bảo lãnh tại người ta rơi vào cái chương trình đặc biệt đó. Thì đây là một cái chương trình đó, hoặc là tị nạn cũng vậy. Thì đó là những cái trường hợp. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của ông là ok, ông được định cư vào rồi từ tháng 10 năm 2015,
Nhưng mà khi định cư vào nước Hoa Kỳ tại sân bay, tại cửa khẩu thì người ta chụp hình, người ta làm thủ tục cho ông để cho ông nhập cư vào nước Hoa Kỳ. Thì không may là cái chi tiết của ông nó không đúng. Giả sử tấm hình của đứa con của ông rơi vào cái tấm hình của cái thẻ xanh của ông hoặc là hồ sơ của ông, thì ông đã làm cái thủ tục I-90, I-90 để điều chỉnh cái vấn đề thẻ xanh đó rồi, thì cái I-90 đã được miễn cái lệ phí và ông đã được lăn tay và chụp hình vào tháng 12. Thì cái thắc mắc của ông, nếu mà tôi đoán, thì tại sao cái thẻ xanh chưa có gửi về? Câu trả lời rất đơn giản thôi. Khi mà sở di trú hoặc là cơ quan sở di trú đã làm lầm cái này, thì người ta phải trở lại cái chỗ mà trước đây đã làm lầm cái đó và người ta phải chỉnh lại. Thì tất cả cái chỉnh lại phải đi qua cái chấp thuận của cái supervisor hoặc là trên hết, especially khi hình ảnh hoặc là chi tiết trong cái hồ sơ của người ta. Cho nên đây là cái hồ sơ nó không phải trong cái vấn đề gọi là normal processing time, là trong cái thủ tục bình thường, mà nó bất bình thường, nằm ngoài lệ, thì cái thời gian nó phải giải quyết lâu hơn. Nhưng mà ngược lại, cái thời gian thường trú nhân của ông vẫn tính là tháng 10 năm 2015. Nếu mà cần thiết thì lên sở di trú người ta tiếp tục gia hạn thẻ xanh của ông với cái mộc trong cái hộ chiếu của ông ở trong cái hộ chiếu Việt Nam của ông mà thôi. Cho nên nó hơi bất tiện thôi, nhưng mà ngược lại cái quyền lợi vẫn là thường trú nhân. Cảm ơn ông Hùng ở Dallas Fort Worth rất là nhiều và tiếp tục đường dây điện thoại. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và trên đường dây kế tiếp cho Tuấn mời chú Tám ở Houston, chú Tám hoặc là chú Tâm ở Houston. Xin mời chú lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư Nguyễn Đại Huy Tấn. Tôi là ông Tám ở Houston. Tôi có câu hỏi như thế này. Dạ, tôi đi du lịch qua Mỹ, đây là lần thứ ba rồi. Thì hai lần đầu thì bình thường hết, không có vấn đề gì. Lần thứ ba thì khi tôi vào hải quan Mỹ thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi tôi về nhà đó, tôi lật cái passport của Việt Nam của tôi đó, thì tôi thấy họ đóng mộc. Chính quyền Mỹ họ đóng mộc, nhưng mà đóng mộc cái ngày tôi vào Mỹ thôi, chứ không có cái ngày mà hết hạn. Thành ra tôi lo là không biết có vấn đề gì cho vấn đề đó hay không. Và tôi chỉ định ở đây khoảng 3-4 tháng chơi với gia đình rồi tôi lại trở về Việt Nam thôi, chứ không có dự định gì khác. Xin luật sư trả lời giùm. Cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã chuẩn bị cái câu hỏi của ông cho tôi. Thưa ông Tám, cách đây mấy năm rồi, cơ quan di trú và hải quan, di trú và hải quan đã thay đổi về cái thủ tục nhập cư hoặc là cái I-94 cho người ta nhập vào nước Hoa Kỳ. Trước đây nếu mà không phải là thường trú nhân, quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là quốc tịch Canada, tất cả mọi người vào đây phải điền cái I-94. Thì bây giờ vẫn điền cái I-94, nhưng mà cái I-94 người ta đưa vào cái automated system, là đưa vào cái hệ thống online hoặc là trong cái vi tính của cơ quan di trú và hải quan, nó gọi là BCP. Cho nên Immigration and Custom Enforcement, Bureau of Immigration and Immigration and Border Protection, thì cái cơ quan đó bây giờ có cái website riêng để cho mình có thể xác nhận là cái thời gian mình có quyền ở đây là bao lâu. Cho nên search trên Google, rất tiếc là Tuấn không có cái website đó cho để có thể lên online. Đây là có thể gia đình giúp cho ông lên cái website của CBP, Customs and Border Protection, để xem cái thời hạn người ta cho phép mình ở đây bao lâu. Đây là tất cả mọi người nha. Nếu mà không phải là thẻ xanh hoặc là quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là quốc tịch Canada, mỗi lần vào nước Mỹ phải nên đi vào cái website này để xem cái thời hạn người ta cho mình ở nó có đúng không. Giả sử thường thường là được 6 tháng, make sure nó đúng là 6 tháng, chứ nhiều khi là cái mình nghĩ nó khác hoặc người ta input nó khác, thì mình nhiều khi mình ở đây bất hợp pháp thì rất là phiền thôi. Cho nên muốn xác nhận lại cái thời hạn mình có quyền ở đây bao lâu, thì vào cái trang của cái website của CBP là Custom and Border Protection Agency. Rồi khi vào cái trang đó, muốn search
make sure mình ghi cái tên của mình giống như là mình ghi cái tên trong cái I-94 trước khi máy bay đáp. Rồi người ta có thể xác nhận được căn cứ vào cái tên của mình và cái ngày tháng năm sinh là cái mình đã vào đây bao nhiêu chuyến và cái thời hạn mình ở đây có quyền được bao lâu. Cảm ơn ông Tám rất là nhiều. Và tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn. Xin mời cô Thu ở Arlington. Xin mời cô Thu ở Arlington lên tiếng đi ạ. Rồi, nghe rồi. Dạ, mời cô Thu lên tiếng đi cô Thu. Cô Thu, dạ vâng, mời cô lên tiếng đi cô. Cô đang trực tiếp với chương trình là ký chú. Là Thu ở Arlington. Dạ vâng. Xin chào sư Tuấn. Dạ vâng. Tôi có hai câu hỏi. Xin sư trả lời dùm. Là tôi có một con em đang ở Việt Nam thì nó sắp sửa đi định cư ở Mỹ, nhưng mà nó vẫn còn một cái company ở bên đó, thì nó có cái ý định là nó giữ lại cái company đó rồi đến khi qua Mỹ rồi nó có thể xanh đó, thì nó sẽ trở về để mà nó điều hành cái company đó. Như vậy thì nó có phải cần cái xin cái permit về anh kia hay không? Nếu mà nó cứ đi đi về về như vậy thì nó có phải bị lấy lại thẻ xanh hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai tôi xin hỏi luật sư là nếu nó qua bên này rồi mà nó vẫn còn đứng cái chủ của company ở bên đó thì như vậy nó có phải đóng thuế cho chính phủ Mỹ hay không? Dạ, tôi xin cảm ơn luật sư. Cô Thư đừng có cúp điện thoại nha cô. Đừng có cúp điện thoại. Cái người em đó đi qua theo diện gì cô? Rồi. Cô Thu, cái người em đi qua đi theo diện gì ạ? À, đi đi định cư theo cái diện anh chị em bảo lãnh vâng. Đã có video rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vâng, cô có thể cúp điện thoại cô. Ok. Đây là cái tình trạng càng ngày mình thấy càng nhiều ha. Cho nên tôi biết rất là nhiều quý vị theo dõi chương trình online trên YouTube từ Việt Nam thì cho Tuấn nói cái vấn đề liên quan về vấn đề thuế má ở đây. Cho dù mình không phải là luật sư về thuế má nhưng mà nó cũng có một số chi tiết về thuế mà lại liên quan về vấn đề di trú. Cho nên mình chỉ nói rất là sơ thôi. Là nếu mình ở đây, mình là thường trú ở đây thì mình có trách nhiệm về vấn đề thuế. Cho dù cái thu nhập của mình là từ cái việc làm ở ngoài nước Mỹ. Đó. Cho nên nhiều khi Tuấn cố vấn với thân chủ của Tuấn là người này có nên đi định cư thời điểm này hay không? Hay là người ta phải từ từ sau này người ta định cư nếu người ta có cái sự lựa chọn đó, hoặc là người ta nên sắp xếp như thế nào để sau này người ta không có cái trách nhiệm nếu người ta vẫn còn là thường trú đây về vấn đề thuế má. Cho nên trả lời cái câu cho cô là nếu mà cô ta định cư, cô ta còn tiếp tục việc làm việc ở Việt Nam thì trên nguyên tắc cô ta có trách nhiệm về vấn đề mặt luật thuế vụ ở đây. Đó. Còn cái câu hỏi về cái vấn đề nếu mà qua bên này rồi muốn thường xuyên về Việt Nam thì cái đó nó liên quan về vấn đề re-entry permit hoặc là những như thế nào để mình lưu trì lại cái tình trạng thường trú nhân của mình. Thì đây em của cô có thể xin cái cuốn sổ re-entry permit để cho cô thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề, hai cái vấn đề đều nó lại liên quan và phải có cái sự chuẩn bị là qua bên này nếu mình tiếp tục ở ngoài nước Mỹ giống như Việt Nam nhiều hơn ở trong nước Mỹ, nhiều khi phải chuẩn bị làm cái re-entry permit. Thì cái cuốn sổ đó chỉ có quyền làm khi có chân ở trong nước Mỹ và phải là ở đây lăn tay chụp hình nha. Còn cái vấn đề nếu mà làm việc, cho dù làm việc ở Việt Nam hoặc nước khác thì có trách nhiệm, có cái tax liability về cái vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ ở đây. Cho nên có rất là nhiều người định cư vào đây. Rồi một thời gian sau người ta phải trở về nước người ta và người ta phải tự hủy bỏ cái thường trú nhân đó. Không phải là tại vì người ta không muốn sống ở đây, tại vì người ta sợ về cái trách nhiệm và cái vấn đề thuế má thôi. Đó, thì đó là những cái trường hợp đa số người ta vẫn còn cái vấn đề cơ sở thương mại ở ngoài nước Mỹ. Và bây giờ cho Tuấn xin mời cô Anh, đó là chị Anh ở Houston. Xin mời chị Anh lên tiếng đi ạ. Dạ, hello. Dạ vâng, mời cô ạ.
Mời cô Anh lên tiếng đi cô. Dạ, xin chào luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Tôi là anh Nguyễn, gọi từ năm ngoái tôi có làm giấy tờ để bảo lãnh cho PNC của tôi tại Việt Nam mà sở di trú họ đã từ chối vì họ nói là không đủ điều kiện để chứng minh là thật. Bây giờ tôi muốn hỏi là cái giấy tờ mà tôi đã nộp cho sở di trú đấy thì không biết họ có trả lại tôi hay không, mà khi trả lại thì họ sẽ gửi về nhà hay là như thế nào? Xin luật sư cho biết ạ. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn cô Anh. Cô đừng có cúp điện thoại nha. Dạ. Cho nên đây người ta đã phỏng vấn ở bên Việt Nam rồi phải không ạ? Dạ đúng. Và cô chắc chắn cô làm diện fiancé diện K1 phải không ạ? Dạ, diện fiancé. Dạ đúng. Cảm ơn cô rất là nhiều và nếu mà cô không còn câu hỏi gì khác thì tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô. Câu nữa được không ạ? Dạ, mời cô. Nếu mà tôi muốn đến phòng của văn phòng của luật sư để làm giấy tờ, tức là làm lại một lần nữa đó, thì luật sư có văn phòng đại diện ở bên Việt Nam không ạ? Dạ vâng. Và đấy cảm là ơn câu cô. Hỏi của dạ tôi. Vâng. Dạ. Cảm ơn. Dạ vâng. Cho Tuấn trả lời cái thắc mắc thứ nhì của cô ha. Là thưa cô, tất cả những cái chi tiết cô cần về vấn đề tôi giúp đỡ thì cô phải liên lạc trực tiếp với tôi, chứ tôi không có trả lời trên đài truyền hình. Tại vì trên cái đài truyền hình này thì tôi chỉ có cố gắng trình bày về cái vấn đề luật di trú và nhập tịch và những cái gì liên quan đấy thôi. Chứ tôi không bao giờ tôi trình bày về cá nhân tôi làm việc như thế nào. Same thing, nếu mà thân chủ của tôi gọi vào thì tôi nói trước là tất cả những cái câu trả lời thì tôi muốn, nếu mà thân chủ của tôi thì phải gọi trực tiếp cho tôi ở văn phòng. Cho nên những cái vấn đề mà thắc mắc về vấn đề tôi đại diện hoặc là muốn tôi đại diện sau này thì cái đó phải trực tiếp với tôi ở văn phòng. Thì đây là vấn đề kỷ luật cho luật sư, căn cứ vào luật cho luật sư tiểu bang Texas thôi. Trở lại cái thắc mắc chính là trong cái trường hợp mà phỏng vấn theo diện fiancé thì nó rất là khác. Nếu mà đây là hồ sơ fiancé với hồ sơ diện vợ chồng. Tại vì như thế này là nếu mà làm cái hồ sơ fiancé thì trên cái mặt luật là cái visa K1 mà fiancé visa được cấp á, thì cái đó hồ sơ trên nguyên tắc trên mặt luật di trú không phải là hồ sơ định cư. Cái đó là hồ sơ hoặc là cái visa để qua bên này lấy cơ hội kết hôn rồi sau đó mới nhập cư. Cho nên cái vấn đề quyền thiếu nại hoàn toàn chưa chắc là có quyền khi mà bị từ chối. Đa số sở di trú yêu cầu là sau khi bị từ chối, một là nộp lại hồ sơ, hai là phải về Việt Nam đăng ký kết hôn rồi bảo lãnh theo diện định cư, diện vợ chồng. Nhưng mà trả lời cái câu hỏi của cô là sau khi phỏng vấn, Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán chứ không phải sở di trú nha, lãnh sự quán thuộc về Bộ Ngoại giao, thường thường người ta trả lại hết tất cả chứng cớ cho người ta ở bên Việt Nam. Đó. Cho nên đa số là sau khi bị từ chối rồi mà cái lãnh sự quán chứ không phải sở di trú đã quyết định là cái quan hệ này không đúng hoặc là điều kiện không đủ thì người ta đã quyết định trả lại hồ sơ cho bên sở di trú. Thì thường thường là lãnh sự quán sẽ gửi tất cả chứng cớ cho người ta ở bên Việt Nam sau này. Thường thường nó khoảng 2-3 tuần người ta nhận được hết tất cả giấy tờ mà thôi. Đó. Còn khi mà sở di trú nhận được cái hồ sơ fiancé bên này, đa số sở di trú không cho người ta cơ hội để thiếu nại. Muốn thì căn cứ vào cái nghị định cho cái chương trình fiancé, người ta có thể nộp hồ sơ lại hoặc là về Việt Nam kết hôn bảo lãnh theo cái diện định cư. Và tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn, xin mời cô Sáu ở khu vực Dallas Forward. Xin mời cô Sáu lên tiếng đi ạ. Ok, cô Sáu nghe. Dạ, mời cô Sáu đi ạ. Ok, cảm ơn cô nhiều nha. Cô Sáu, mời cô lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô trình bày đi cô. Ok. Mời cô Sáu trình bày đi cô ạ. Hello, trong dạ. Nhà luật sư còn nói chuyện mà. Dạ, cô Sáu, mời cô trình bày đi cô ạ. Dạ, thưa chào luật sư Đại Quý Tính, em ở Dallas á. Dạ, vâng. Em muốn hỏi giống như là cái hồ sơ của em là em nộp mà hồi năm 2004 tháng 8. Nhưng mà họ nhận được đó là tháng 1, 28, 2005.
Nhưng mà cái ngày approve á thì là tháng 9. Hello. Tôi nghe cô, mời cô tiếp tục trình bày đi cô ạ. Cô cái hồ sơ của em á là họ approve là tháng 9 2009. Nhưng mà cháu em á nó sanh là tháng 10 26 1993 là cháu em nó có đi được không luật sư? Ok, cô Sáu. Ok, lần sau làm ơn cô chuẩn bị cho tôi ha. Khi gọi vào, làm ơn chuẩn bị điện thoại cho tôi và cái chi tiết ha. Thưa cô, nộp cho Sở Di trú hồi nào cô? Ok, tôi xin lỗi, tôi đã cắt ngang cô Sáu nữa rồi. Xin lỗi cô Sáu. Nếu mà cái chi tiết tôi ghi xuống là hồ sơ là tháng 1 của năm 2005. Đây là hồ sơ anh chị em tháng 1 năm 2005. Được Sở Di trú chấp thuận là tháng 9 của năm 2009. Đó là 4 năm 8 tháng. 4 năm 8 tháng, đứa cháu sanh tháng 10 năm 93. Tháng 10 này mới 23 tuổi. Thì đứa cháu được đi cho tới 25 tuổi 8 tháng. 25 tuổi 8 tháng. Mà bây giờ tháng 10 này với là 23 tuổi thôi. Thì còn lại 2 năm 9 tháng nữa. Hồ sơ này đang được giải quyết tháng 11 năm 2003, hồ sơ tháng 1 năm 2005. Thì cái câu trả lời là có thể và có thể không, tại vì nó nằm ngay cái thời điểm mà sát với cái thời điểm mà được cộng trừ. Cho nên nói tóm lại, em nó phải, nếu mà em nó có quyền được đi thì em nó quyền được đi cho tới lúc 25 tuổi 9 tháng. Thì bây giờ 23 tuổi rồi, còn lại khoảng 2 năm mới nữa thì nó sẽ sát với cái ngày ưu tiên. Cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 12 tây tháng 9 của năm 2016. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Huy Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối và một chiều tối rất là vui tươi và hạnh phúc. Và xin tạm hẹn quý vị vào chiều tối thứ hai tuần sau.